Có một bạn inbox cho Tùng á, thì bạn hỏi là anh ơi, trang web của em không biết có bị sập hay không mà em vào không có được. Đó, thì Tùng thấy Tùng truy cập vô cho bạn thì Tùng thấy cái trang web của bạn là không truy cập được. Thì Tùng thấy trường hợp này cũng rất là đau lòng, bạn cũng mất một ít tiền hay gì á. Đó, thì mình không có biết ha. Thì mình làm cái chủ đề này để mà khuyên các bạn nào mà bắt đầu công việc kinh doanh online á, thì mình cần phải có một cái bản là ít nhất là thiết kế website bằng cái WordPress ha, riêng cho mình. Không nên sử dụng hệ thống của người khác mà mình dẫn đến là mình bị mất tài khoản hoặc là nó sập bất cứ lúc nào ha. Rồi xin mời bạn theo dõi clip này ha. Rồi trong quá trình mà làm việc á, thì Tùng thấy đây là năm cái lý do mà bạn nên sử dụng cái phiên bản thiết kế website ít nhất là web bằng website WordPress ha, để mà làm cho mình một cái website riêng. Đó, đó là cách mà tốt nhất. Thì cái điều đầu tiên á, thì nếu bạn nào chưa biết website là gì á, thì Tùng sẽ giải thích cho bạn ha. Thì website ở đây nó là một cái tài sản trên internet cho bạn ha. Đó, nó là tài sản internet, bạn nhớ ha, tài sản internet. Nó thuộc về quyền sở hữu riêng cho bạn và không có ai có thể là can thiệp vào được ha. Đó, và bạn có toàn quyền ha, bạn quyết định, bạn có thể là phát triển chăm sóc như nào đó. Rồi, khi nó có đem lại doanh thu lợi nhuận thì bạn có thể là bán cái website này cho người khác, đó là chuyện của bạn ha. Đó, bạn sẽ toàn quyền hết. Rồi cái điều thứ hai, để cấu hình một cái website á, thì nó sẽ gồm ba cái thành phần. Thứ nhất là tên miền, thứ hai là hosting, thứ ba là code bạn ha. Đó, ba cái thành phần này thì nó đi liền với nhau. Thì cái tên miền là gì thì mình giải thích, mình lấy ví dụ ha. Rồi ở đây mình lấy ví dụ là mình có một cái website. Đó, thì tên miền của mình đó chính là tùngphát.com. Đó. Rồi, cái đây là cái tên miền bạn ha, bạn nhớ cái đây là tên miền tùngphát.com. Thì cái tên miền là một cái đại diện cho thương hiệu của bạn ha. Bạn có thể đặt thương hiệu abc.com gì đó tùy bạn ha. Miễn sao bạn nhớ là tên miền mình không có trùng bất kể cái đơn vị nào khác thì mình có quyền mua cái tên miền đó để mình sở hữu. Cái thứ hai đó chính là cái hosting. Hosting là cái nơi để chứa code của bạn ha. Bạn dùng bên Hostinger này nó cũng ok. Thì nếu mà bạn sử dụng Hostinger á, thì bạn nhấp vào cái đường link mình để ở phía dưới trong phần mô tả video này ha. Đó, thì bạn nhấp vô bạn mua. Thì bên Hostinger á, thì nó gói nó đang cái trong chương trình Black Friday, nó khuyến mãi tới 85% luôn mà ha. Đó. Rồi, thì vô đây bạn chọn cái gói nào phù hợp, bạn mua và bạn tiến hành bạn thanh toán cho nó là mình được cái hosting bạn ha. Rồi, cái tiếp theo đó chính là cái sụt code bạn ha. Thì sau khi mà bạn có hosting rồi thì bạn up cái code lên ha. Mình đây mình có cái code này ha. Đó. Thì mình up cái code lên để mình chạy ba cái thành phần quan trọng của một cái website bạn cần phải có bạn ha. Rồi, thì khi mà bắt đầu vào làm web á, thì bạn sẽ đụng là nhiều cái loại web ha. Thì trong đó thì có miễn phí có và có phí có. Thì vậy thì mình phải chọn cái loại website nào đây nó phù hợp. Thì hiện tại mình thấy là có ba cái dạng website, ví dụ blog miễn phí á, thì bạn sẽ sử dụng là Blogspot ha, Blogspot đây, Blogspot cũng được, hoặc là bạn sử dụng là chính là WordPress.com cũng được luôn mà ha. Đấy, WordPress.com thì đây là những cái trang cho bạn tạo blog miễn phí. Rồi, hoặc là web Weebly ha, Weebly cũng được. Đây là những cái trang web miễn phí để cho bạn tạo ha. Rồi, cái tiếp theo đó chính là cái web làm bằng code PHP hoặc là code bằng .NET. Thì những cái code này á, thì theo Tùng nhận định á, là những cái code này do những cái bạn mà về thiết kế website chuyên về coder á, bạn làm. Thì khi mà bạn mua á, thì cái nhược điểm của cái code này á là bạn sẽ phụ thuộc vào cái bản code này ha. Bạn muốn chỉnh sửa gì á thì bạn cũng phải liên hệ code ha. Rồi, một cái loại website nữa đó chính là website hệ thống, ví dụ Haravan ha, haravan.com. Thì đây là một cái nhà cung cấp website hệ thống, thì họ có nhiều cái tính năng ha. Đó. Thì cái ưu điểm của cái hệ thống này á thì bạn bán hàng được đa kênh, bạn kết nối đa kênh. Nhưng mà nhược điểm của nó thì nó vẫn là code phụ thuộc vào cái hệ thống bên đây. Nếu mà bên đây có vấn đề gì đó thì bạn hoàn toàn bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng ha.
Đó, mất hay không thì mình không có khẳng định ở đây, mà bạn sẽ bị ảnh hưởng. Rồi, đó là lỗi code về hệ thống. Rồi, một lỗi code nữa đó chính là lỗi code WordPress mà mình đang giới thiệu cho bạn đây. Ha, lý do bạn sao, vì sao bạn nên chọn code WordPress. Đó, thì code WordPress ví dụ như Tùng có một cái website tùngphát.com, thì đây là cái website WordPress. Cách hướng dẫn bạn để kiểm tra đâu là một cái website WordPress hay không thì bạn dùng cái add-on này ha. Rồi, add-on này có tên gọi là Web Player. Đó, Web Player. Thì khi bạn cài vô bạn check được thì nó sẽ báo dụng website mà WordPress á, thì nó báo là CMS WordPress ngay chỗ này. Đó, là bạn biết được cái website này bằng WordPress thôi ha. Khi mình đi sâu vô á thì mình chưa lý do là bạn lời khuyên là lý do tại sao bạn nên chọn cái mã nguồn WordPress để bạn làm website cho bạn. Thứ nhất á là về cái tính mà khả năng chỉnh sửa thì nó rất dễ sử dụng ha, rất là dễ chỉnh sửa. Và bạn không có phụ thuộc vào code ha, bạn nhớ lưu ý một điều là mình không phụ thuộc vào code. Đó. Rồi, thì ở trên cái mã nguồn WordPress này nó hỗ trợ rất là nhiều cái plugin và rất là nhiều cái giao diện đẹp ha. Bạn chỉ cần bạn mua sẵn cái giao diện nó có sẵn, bạn về bạn cài vô, bạn apti lên một cái thì bạn có ngay một website. Ví dụ như bạn muốn làm website bán hàng thì bạn mua cái mẫu website bán hàng, bạn apti lên là bạn ngay có một cái website bán hàng rồi. Hoặc là bạn chịu khó một tí, bạn học những cái khóa học trên YouTube á. Đó, kể cả bạn học cái khóa học trên kênh Tùng Phát Official của mình cũng có luôn những cái khóa học này. Thì bạn chỉ cần học sơ một tí là bạn hoàn toàn bạn làm chủ website của bạn rồi ha, bạn không có phụ thuộc vào ai hết rồi ha, và bạn hoàn toàn bạn tự tin bạn chỉnh sửa được toàn bộ website của bạn. Và kể cả nếu mà nó lỗi đi thì bạn chỉ cần bạn reset lại, bạn bạn phục hồi lại cái là hoàn toàn bạn có một ngay một cái website ha. Đó, nó không có sao hết bạn ha. Rồi, cái phần quan trọng nhất của cái việc mà bạn chọn website WordPress đó, đó chính là cái phần về SEO ha. Thì nó hỗ trợ cho cái việc làm SEO của bạn rất là tốt, vì nó có những cái plugin hỗ trợ rất là tốt, nó kiểm tra kiểm duyệt được những cái phần bạn làm có đúng hay sai, cái phần tối ưu bài viết bạn ha. Thì nó có hai cái plugin mà Tùng thấy là được rất nhiều người sử dụng, đó chính là RankMax và YoSeo. Rồi, thì plugin ở đây Tùng giới thiệu cho bạn thấy luôn ha. Và ví dụ như site của Tùng thì Tùng đang sử dụng plugin là RankMax SEO. Đấy, RankMax SEO đây. Rồi, sau khi mình cài vô á thì bạn sẽ thấy trong cái bài viết của mình nó sẽ chấm điểm những cái bài viết của mình luôn ha. Bạn cố gắng bạn làm sao cho cái điểm số này nó cao nhất là ok rồi ha. Đó, bạn cố gắng bạn làm sao cho nó đạt điểm cao nhất. Đó là phần mạnh nhất của cái phần bạn dùng cái website WordPress này ha. Một điều thứ năm nữa mà mình khuyên bạn nên sử dụng đó chính là lý do là bạn sẽ không có phải lệ thuộc vào ai hết. Ví dụ như trường hợp như cái bạn vừa rồi mình đã nêu á, thì bạn là phụ thuộc vào cái hệ thống, thì khi hệ thống đó nó chết rồi á, hoặc là hệ thống nó hoạt động không ổn định thì bạn sẽ bị mất hết ha. Đó, rồi tiếp theo á là bạn không có phụ thuộc vào code luôn ha. Thường á thì bạn muốn chỉnh sửa gì khi bạn học website web bạn tự vô bạn chỉnh sửa cho bạn luôn. Đó, đó là cái điều mà hay nhất của cái phần lý do tại sao mà bạn có cái bản thiết kế website web ha. Rồi tiếp theo về cái phần về cái hệ thống á, thì ví dụ như bạn sử dụng bên Facebook thì họ có thể là họ cấm tài khoản bạn bất cứ lúc nào. Đó, bạn sai nguyên tắc thì họ sẽ cấm tài khoản bạn, bạn sẽ mất hết ha, bao nhiêu công sức bạn đăng lên, kể cả bạn lấy tiền bạn chạy quảng cáo như nào đó bạn tốn rất nhiều tiền rồi mà đến chừng nó chặn là nó chặn ha, là mình mất hết ha. Rồi còn cái phần website của mình, khi mình có website riêng thì mình làm SEO tốt, mình làm cải thiện website mình theo từng cái giai đoạn, thì khi mà website của mình nó tiến triển tốt rồi á thì mình cứ thế là mình thu hoạch thôi bạn ha. Giống như là việc mình gieo hạt, thì khi mình gieo hạt thành công cái cây càng ngày nó càng trưởng thành, thì bạn đã có cái website rồi thì bạn cứ mà thu hoạch những cái thành quả của mình thôi ha. Rồi thì đây là năm cái lời khuyên mà Tùng khuyên bạn nên cân nhắc sử dụng cái bản thiết kế website WordPress để mà bắt đầu công việc kinh doanh online của mình ha. Đó, để tránh trường hợp là bạn bị phụ thuộc vào hệ thống, phụ thuộc vào code
không có khả năng tự chỉnh sửa được. Tôi nghĩ đây là năm cái lý do mà bạn nên sử dụng cái bản thiết kế website WordPress để bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Đây là những cái mà Tùng đưa ra, nếu bạn thấy ý kiến của Tùng hay, ý kiến của Tùng có hữu ích cho bạn thì bạn hãy comment ở phía dưới video clip này ha, để mà Tùng làm thêm những cái chủ đề để hỗ trợ bạn ha, không những hỗ trợ những cái bạn ví dụ như bạn bạn này bạn bị mất cái website đó, hoặc là những cái bạn đang gặp khó khăn thì bạn cứ comment ở phía dưới clip này để mà Tùng xem, Tùng làm clip để hỗ trợ cho bạn ha. Nếu bạn xem clip của Tùng vẫn chưa làm được, bạn hãy mạnh dạn comment ở phía dưới clip của Tùng ha, để mà Tùng xem và Tùng sẽ giải đáp cho bạn. Ngoài ra nếu bạn thấy clip của Tùng làm hay thì hãy giúp Tùng like, giúp Tùng một like để cho thuật toán YouTube đánh giá cao clip của Tùng, và nhấp vào cái nút chính giữa nếu bạn chưa đăng ký kênh Tùng Phát Official, hoặc bạn có thể nhấp vào phía bên tay trái để xem tiếp video tiếp theo, hoặc phía bên tay phải bạn ha. Ngoài ra nếu mà bạn cần tìm một người đồng hành cùng bạn, cầm tay chỉ việc cho bạn và học hỏi tất cả những kiến thức mà Tùng đã có thì Tùng luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bạn, thì hãy mạnh dạn inbox cho Tùng hoặc là trao đổi trực tiếp với Tùng để mình cùng nhau tìm ra một cái giải pháp để Tùng có thể là giúp bạn ha. Cảm ơn bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại bạn ở những cái video tiếp theo ha.